gian dòng cây đơn thân. Trong thời gian vừa qua cũng có nhiều bạn thích chơi những cây cây đơn thân, nó là một cây có cá tính. Đây là cây đơn thân mà giá của nó bình dân, dễ chơi. Mai Quy đang cầm trên tay đây là cây hải yến lai. Cây hải yến lai này bông của nó là màu hồng như vậy, giờ bông nó sẽ dài và đẹp. Còn đây là Thái Lan nó về nên nó hư nụ hết nha các bạn ha, nên nó hư nụ. Như các bạn thấy là cây nó xuyên bông không, mới có nhiêu đây thôi mà nó đã đâm 3 giờ bông rồi, rồi nó lại đâm con ở dưới đây nữa, tuyệt vời các bạn, tuyệt vời để chúng ta chơi. Đó, đây rất là dễ con này các bạn thấy nè. Đó, đây là các bạn mà biết chơi lan ha, sẽ thấy cây này là một dạng cây khỏe, tức là trong đây nó cũng chả có cái gì ăn uống hết mà rễ nó ra trắng tinh và không có tuột lá chân, và đặc biệt là cỡ vậy thôi là cũng là 3 giờ bông rồi, quá đẹp các bạn ha. 3 giờ bông, thậm chí cái cây con bên hông nó cũng đang lên, nó cũng đã có giờ bông rồi, 2 giờ bông rồi luôn. Cái giò này không mà đã 5 giờ bông, đã từng ra bông rồi các bạn. Đẹp quá, xứng đáng để mà chúng ta chơi một cây đơn thân ha. Đây là cây hải yến, giò bông nó sẽ dựng thẳng ra, nó uốn cong xuống, đẹp. Đây toàn bộ lô hàng đây thì cây nào cũng đẹp hết. À, có một cây có giò bông. Giò bông đây. Đây, các bạn thấy giò bông rất là đẹp ha. Cây này siêu bông. Cây này siêu bông vô cùng. Ô, cây này là siêu bông đúng không? 4 5 giò bông. Đây 4 5 giò bông. Cây này cũng giò bông lăn lên nữa nè. Rồi, rồi. Ok. Cây này đẹp nè. Cây này lấy về ở đẹp nè. Ô, cây này bự mà giò bông. Nhiều giò bông ha. Nó lên rồi, nó lên. Nó lên, nó lên hoài luôn. Mấy cái này chơi thì sướng quá. Để mình lấy mấy cây này về cho các bạn chơi. À, đúng rồi, nếu mà giò nó còn non á, nhiều khi nó lên. Cái giò này các bạn coi là nó đã có 2 4 5 cái giò bông cũ, một cái giò bông mới là 6. 6 giò bông. Mà không bị tuột một cái lá nào luôn. Không bị tuột một cái lá chân nào nha. Vừa tàn là lên cái mới này. Ừ, đúng rồi. Cây này, cây này vừa đẹp mà lại ít cái rụng rụng lá nữa. Hoa thơm nữa. Thì nói chung mấy cây này gì là nó xứng đáng để chúng ta chơi ha. Cây này công nhận là siêu bông mà lá đẹp, ít có vụn lá chân mà lại hay phá nhảy con nữa. Đúng là thuộc tính của cây hải yến. Đó là cây hải yến là rất là thích nhảy con. Hầu như cây nào cũng có bông lại hết á, khỏi yên tâm. Rồi, trong đoạn này các bạn mua nhanh thì mình sẽ giao những cây có bông mà từ nãy giờ lựa về cho các bạn ha. Có đủ bông cho các bạn chơi luôn. Trong cái video này mình muốn giới thiệu cái cây thứ hai. Đó là cây sóc lai. Sóc lai với hải yến. Nên nó có được cái bộ lá xếp đẹp, khỏe, cũng không có tuột lá chân, và rễ rất là khỏe, không có gì ăn uống nhưng mà bò rất là nhiều. Đây các bạn coi ha, những cây này là bộ lá rất là đẹp nè. Đây, sóc lai hải yến. Hồi năm rồi nó còn nhỏ, nó đã đẹp. Năm nay thì nó phát triển nửa năm nữa thì bộ lá nó lên 4 gấp đôi so với năm rồi. Bộ lá cũng rất là đẹp luôn. Rồi để ra chút. Rồi kỳ video này thì các bạn nào mua cây hải yến lai màu hồng thì sẽ có nụ bông cho các bạn ha. Còn bạn nào mua sóc lai hải yến thì cây nó đẹp như vậy thôi nhưng cũng chưa có bông. Cây cũng còn đang phát triển mạnh. Nó sẽ hình thành, nếu các bạn trồng một năm nữa thôi thì nó sẽ thành một cái tác phẩm đẹp, có nghĩa là cây cao, bự, khỏe cho chúng ta. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên lạc theo số video điện thoại video đăng ha. Và các bạn comment tại đây hoặc là các bạn vô website của mình. À, cảm ơn các bạn nha. Rồi là nó ra nữa, khỏi lo với cái này. Cái này nó siêu bông cực kỳ luôn á. Thường đặc tính của loại lá này á là khi mà cái giò cũ rồi là nó không lên ngay giò cũ, mà cây này vẫn lên ngay giò cũ luôn. Ừ, hồi nãy em có đưa anh mấy cây đó, nó lên từ cái giò khô luôn, cái nách đó nó chen ra nữa. Thấy không? Phải vậy con.
mà cái con nó cũng ra bông nữa. Ừ, ra luôn, chụp 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 cây này mà ai về bó lũa là rất là đẹp luôn. Thấy không, cây này cũng bông. Cây này là tác phẩm đẹp. Ví dụ mua 5 chậu, 3 chậu ghép vô một tác phẩm là đẹp. Nè, anh thấy là cái giò này chưa tàn lại, giò kia lên. Thấy không? Thấy chưa? Bây giờ trên hông nó có rồi. Ừ. Rồi, đợt này các bạn nào mua là có bông luôn nha. Cảm ơn các bạn nha.